Em chào mọi người, đây là cái ngôi nhà tre được thiết kế, được cột, được dựng, được đóng đinh rất chi là công phu. Nó rất rộng khoảng 15 mét, dài khoảng 30 mét ấy. Em áng chừng vậy thôi. Đó, nhìn nào, xung quanh là nước. Này là buổi tối là đẹp lắm ạ, các cái đèn ở dưới dưới nền nó phả lên. Phải nói nó cực kỳ đó, nó nước tràn tràn xung quanh mặt chân này, đẹp thôi rồi mọi người, tràn mấp mé ra đây chứ không tràn ra ngoài nhé. Grand Wood. Đó, nhà tre đấy mọi người. Đã không? Không biết là em quay một vòng thế này xong rồi buổi tối có quay lại đây để quay cho mọi người xem khi có ánh điện không. Nhưng bây giờ đã rất đẹp rồi ạ. Đây, lối vào đây. Những cái cổng này cũng toàn bộ bằng tre lứa hết luôn. Cột đinh, cột dây luôn ạ. Bao nhiêu công phu làm cái nhà tre đấy đấy ạ. Đẹp thôi rồi ạ. Bên trong đấy ạ. Có hai lối đi bên hông và hai lối đi ở giữa. Đi thẳng ra kia là khu trò chơi gì ở Vinpearl thì em không biết. Đây là cái khu vực công viên gần Vinpearl. Có ngôi nhà tre rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Buổi tối sẽ đẹp hơn nữa. Ngôi nhà tre độc nhất vô nhị ở Phú Quốc, cả Việt Nam luôn đấy ạ. Đẹp ơi là đẹp luôn mọi người ạ. Rồi em chào mọi người mình nha. Em đi ra cách xa cả 20 mét rồi vẫn chưa thâu tóm được ngôi nhà tre. Ngôi nhà tre rất rộng ạ.